Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay khoảng trên 80% sản lượng ngành giấy sản xuất trong nước là các sản phẩm giấy bao bì phổ thông phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp. Nên khi các ngành này suy giảm sẽ kéo theo sự sụt giảm trong tiêu thụ giấy. Để phát triển ổn định và bền vững, các doanh nghiệp trong ngành giấy cần chú trọng đến công tác đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, tăng cường xúc tiến thương mại để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường. Ngành giấy là một trong những ngành kinh tế lớn có tầm quan trọng trong cơ cấu kinh tế, là ngành phụ trợ quan trọng đối với các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như điện tử, may mặc, da giày, thủy sản, đồ gỗ, góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, những sản phẩm giấy cũng là một trong những loại hàng hóa thiết yếu, cần thiết trong xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông. Có thể nói sản phẩm của ngành công nghiệp giấy tác động đến mọi khía cạnh cuộc sống hàng ngày của người dân, cũng như làm bao gói cho hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Ngành giấy thì tên đầy đủ của nó là ngành công nghiệp giấy và cellulose. Nó là, chúng tôi đánh giá là nó là một ngành vật liệu mới trong tương lai. Ngành giấy thì như anh biết là phục vụ cho tất cả các ngành, hỗ trợ cho tất cả các ngành. Chúng tôi đánh giá là ngành giấy nó còn là cái ngành vật liệu tương lai, ngành rất thú vị. Nó là ngành duy nhất có khả năng tuần hoàn 100%. Những năm 90-2000, thì chúng ta có phần lớn các doanh nghiệp là có quy mô vừa và nhỏ. Hiện nay thì chúng tôi năng suất, thì công suất của chúng tôi thì dự kiến là nó trung bình nó cũng phải là khoảng trên 50.000. Có những nhà máy 100.000, có những nhà máy trên 300.000. Và rất tự hào là phần lớn thì đều là các doanh nghiệp có vốn trong nước. Ngành giấy hiện có hơn 500 doanh nghiệp đóng góp trên 4 tỷ đô la Mỹ vào GDP, đồng thời tạo việc làm và an sinh cho khoảng 1,5 triệu lao động trực tiếp và gián tiếp. Tính đến năm 2023, ngành giấy có năng lực sản xuất 9 triệu tấn một năm. Trong đó, sản xuất giấy bao bì chiếm tỷ lệ trên 80%, còn lại là các loại giấy tissue, in viết và các loại giấy khác. Việt Nam hiện là nước có sản lượng giấy bao bì phổ thông nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Và chính vì vậy, hoạt động của doanh nghiệp ngành giấy cũng sẽ gặp khó khăn khi các ngành sản xuất công nghiệp liên quan đến đầu ra của sản phẩm này có sự suy giảm. Để ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng, tạo tính cạnh tranh cho sản phẩm, khắc phục những khó khăn hiện tại, nhiều doanh nghiệp ngành giấy đã phải đổi mới phương thức hoạt động, tập trung cải tạo, nâng cấp các hệ thống máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu của các nhà máy giấy nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại doanh nghiệp này, song song với việc đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại, còn tiên phong trong việc đầu tư lò hơi tần sôi đốt bằng nhiên liệu biomass với số vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng để thay thế cho lò hơi đốt than, vốn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu hóa thạch, có chi phí sản xuất cao. Việc đầu tư này đã giúp doanh nghiệp mang lại hiệu quả về kinh tế, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Để cho nâng cao được chất lượng sản phẩm thì doanh nghiệp luôn luôn là đổi mới công nghệ, lắp đặt các dây chuyền tiên tiến hiện đại để giảm các tiêu hao định mức, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Một mặt khác thì phải luôn luôn là quản lý giám sát tốt quy trình công nghệ sản xuất để đảm bảo việc mà chất lượng sản phẩm từng công đoạn là nó phải đạt yêu cầu. Song song với việc đó thì quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung tay nghề cho người công nhân để làm chủ được thiết bị trên dây chuyền. Từ đó thì mới đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hiện nay, xu hướng dùng sản phẩm giấy thay thế sản phẩm nhựa và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và xuất khẩu hàng hóa ở Việt Nam là những động lực chính dẫn đến nhu cầu giấy bao bì tăng trưởng mạnh mẽ. Dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành giấy Việt Nam trong nhiều năm tới. Để lấy lại đà tăng trưởng và phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng ngành giấy cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng thế mạnh của ngành,
nhất là việc tham gia các hội chợ triển lãm mang tầm quốc tế. Trong gian gần đây thì nó bắt đầu trở thành truyền thống cho là cái ngày Paper Day, là ngày giấy Việt Nam. Ngành giấy Việt Nam thì chúng tôi là combo một loạt các cái sự kiện, bao gồm có hội thảo kỹ thuật, có tổ chức vinh danh các hội viên, triển lãm áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất ở khu vực và trên thế giới để cho anh em tham quan, xem xét và cân nhắc đầu tư. Một trong một nội dung nữa thì chúng tôi đánh giá là chúng tôi phải làm tốt cái công tác đào tạo cho ngành, phối hợp với các cái trường đào tạo cho ngành và làm tốt công tác truyền thông. Ngành công nghiệp giấy là ngành tiêu thụ nhiều nguyên nhiên vật liệu và phát thải lớn. Do vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư hệ thống sản xuất, xử lý chất thải, khí thải, chuyển đổi các công nghệ xử lý mang tính khả thi với tiêu chí hiệu quả, tiết kiệm nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường theo xu hướng sản xuất xanh. Giấy bằng trước đây và hiện nay là Tổng giấy Việt Nam có đầy đủ các đặc thù của một doanh nghiệp mà vận hành theo mô hình là kinh tế xanh và phát triển bền vững. Thì hiện nay có thể nói rằng là phần lớn, có thể nói gần như 100% cái lượng nguyên liệu gỗ được sử dụng cho quá trình sản xuất bột giấy của Tổng ty là từ cây rừng trồng và chủ yếu từ nguyên liệu gây gỗ keo và gỗ bạch đàn. Và chúng tôi có một cái quy trình sản xuất tuân thủ theo cái đầy đủ các quy trình sản xuất bền vững của Hiệp hội Rừng Thế giới FSC. Toàn bộ các công ty lâm nghiệp của Tổng ty hiện nay hầu hết đều đã và đang được cấp cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, và nó thể hiện rõ trong cái quá trình sản xuất của Tổng ty là sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc và được kiểm soát. Theo Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam, hiện nay khoảng 90% sản phẩm bao bì giấy làm ra đều tiêu thụ ở thị trường nội địa. Vì thế, trước những khó khăn chung, các doanh nghiệp ngành giấy cần tăng cường đầu tư, nỗ lực đổi mới để có được các sản phẩm đa dạng có tính cạnh tranh cao. Cùng với đó, cần phát triển phân khúc bao bì giấy cao cấp, vì hiện mỗi năm thị trường trong nước với sức mua của hơn 100 triệu dân có nhu cầu cao với dòng sản phẩm này. Việc hạn chế rác thải nhựa đang dần phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn, bởi xu hướng tiêu dùng xanh, sử dụng bao bì giấy thay thế rác thải nhựa và túi ni lông đang phát triển, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành giấy phát triển mạnh mẽ thời gian tới.